mà chúng ta đã học được 4 bài rồi nhá. Thì 4 bài đó là có thể hiểu là những cái bài, những cái phần ban đầu cơ bản nhất, cơ bản nhất của Python. Chúng ta đã như vậy là có 4 cái kiểu dữ liệu, người ta gọi là kiểu dữ liệu đơn đơn giản của Python, chúng ta biết rồi đúng không? Đó là kiểu dữ liệu, để tôi một chút. String load table thầy. Các bạn nhớ tắt nhé, tắt micro đi nhé. Chúng ta có thể viết như này, chúng ta đây x bằng 1 này, y bằng 2.0 này, a bằng như thế này, và b bằng đó, thì x là kiểu số nguyên, y là kiểu số thực, đúng không? A là kiểu sâu str, và b là kiểu logic kiểu bool. Thì 4 cái kiểu dữ liệu int, float và str và bool là người ta gọi là kiểu dữ liệu đơn đơn giản. Thực ra ngoài ra thì Python còn một số kiểu dữ liệu nữa như là kiểu dữ liệu non time hay là kiểu dữ liệu là complex, là số phức thôi. Bốn cái này là 4 cái cơ bản nhất đấy, và chúng ta đã học được cái cách chúng ta khai báo các cái hàm ở trong khai báo hàm ở trong trong Python. Thì hàm đối với Python nó là ruột của Python, nó là cái cơ bản nhất của Python rồi, thì chúng ta sẽ phải thành thạo cái đó. Thì khi trong khi chúng ta học tiếp, chúng ta sẽ thường xuyên làm việc với các cái hàm nữa. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học sang một kiểu dữ liệu mới rất là quan trọng, rất là cơ bản mà trong bất cứ một chương trình dạy tin học nào về lập trình bắt buộc sinh phải học. Đó là kiểu dữ liệu gọi kiểu dữ liệu tuyến tính, kiểu dữ liệu dãy. Thì trong tiếng Anh nó có nhiều từ, có từ dãy này, cái tiếng Anh Việt có từ dãy này, cái từ mảng này, hay là danh sách này, nó là một thôi. Mà tiếng Anh thì nó có nhiều từ nữa là từ array này, từ list này. Mà thì chúng ta học kiểu dữ liệu trong Python gọi là kiểu dữ liệu list nhé. Chúng ta có cái từ khóa là từ cái từ một cái từ là từ list. List là cái là kiểu dữ liệu dãy số, là kiểu dữ liệu dãy, là một dãy các cái phần tử. Rồi chúng ta bắt đầu học luôn nhé. Khai báo của dãy là như sau. Chúng ta khai báo như này, chúng ta sẽ dùng cái ký hiệu là ngoặc vuông để mô tả các phần tử của dãy, và chúng ta liệt kê các phần tử ra cách nhau bởi dấu phẩy, ví dụ như là 2,8, 10, 18 và đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc vuông lại đó. Và như vậy chúng ta đã tạo ra được một cái đối tượng mới với tinh là kiểu dữ liệu mảng, kiểu dữ liệu là danh sách hay là dãy, dùng từ gì cũng được nhé. Đó. Thì chúng ta kiểm tra này, kiểm tra cái type của nó là cái type của nó là chính là list. Như vậy list chính là cái tên của cái kiểu dữ liệu mới mà hôm nay chúng ta học, mà cái này sẽ là xuyên suốt từ đây giờ đến từ nay đến cuối chương trình, là cái này là cái rất cơ bản. Và trong chương trình tin học, chương trình học lớp 10 đó, thì cái phần list này cũng là phần cơ bản rất là quan trọng. Rồi như vậy là cái khi khai báo rồi thì chúng ta có thể làm như sau đây. Chúng ta có thể liệt kê ra như này, hoặc chúng ta có thể dùng lệnh print để in một cái dãy A cho trước ra như bình thường, in ra như thế này đó. Thì là nó làm một cái dãy số có n phần tử, được chưa? Chúng ta có cái hàm là hàm len, để có cái hàm sẵn hàm len để tính độ dài của một dãy bất kỳ đó. Thì những cái điều này đều chúng ta biết rồi, giáo viên dạy tin học cấp 3 đã biết hết rồi, là chúng ta dạy cho học sinh chạy Pascal thì cái này là giống hệt như là Pascal, không gì thay đổi, được chưa? Như vậy là khai báo là như vậy nhé. Bây giờ tôi khai báo một cái dãy là rỗng, tôi làm như này đấy. Thì đây là khai báo một cái dãy rỗng, nó không phần tử nào. Thì đối với dãy rỗng thì như thế này, thì là nó là có bao nhiêu phần tử, len của nó bao nhiêu, bằng không, len bằng không, được chưa?
Rồi, thế như vậy là định nghĩa cái một cái dãy A, một cái dãy số thì biết rồi đúng không? Và cái một dãy rỗng. Bây giờ chúng ta bắt đầu học những cái định nghĩa mà nó khác, nó khác biệt so với Pascal và Si. Được chưa? Thứ nhất là về chỉ số, chúng ta có thể khai thác đây là A đây nhé, chúng ta có thể lấy ra một chỉ số bất kỳ, ví dụ như là 2 chẳng hạn, nó chỉ số là lấy ra từ phần tử một của dãy. Nhưng mà điều khác biệt là như sau, là cái chỉ số của dãy trong list là nó bắt đầu từ 0 trở đi. Như vậy là A là 10 hạ là 2 8 10 18 thì cái phần tử đầu tiên của nó chính là số 0. Không phải bắt đầu từ 1 nhé. Đối với dãy trong trong Pascal thì là từ 1, còn đối với C và đối với Python thì bắt đầu từ 0. Như vậy là vì A là 4 phần tử thì chỉ số của nó là 1 2 3 cho đến đây là 3. Như vậy là chỉ số của dãy số nó sẽ là 0 này, 1 này, 2 này, và đến cuối cùng của nó là cái dấu hạng cuối cùng của nó là chính là len của A trừ 1, len của A trừ 1. Được chưa? Đó. Thì đây chính là phù hợp với cái hàm range. Hàm range là hàm tính từ 0 đến n trừ 1, thì đây chính là 0 đến len A trừ 1. Như vậy tôi giả sử tôi có cái A này rồi, A đây nhé. Bây giờ tôi muốn in ra dãy số A này thì in ra từng phần tử một thì tôi làm như nào? Tôi dùng cái lệnh số này, tôi dùng cái hàm là dùng cái lệnh for i in range len của A nhé, và tôi print từng phần tử một của A i in phần tử của A, một i thì một chữ hàng ngang, tôi để như này len n bằng in chữ vật hàng ngang nhé, in chữ vật hàng ngang và chữ các số cách nhau bởi dấu cách, cái số cách nhau bởi số cách đó. Tại vì là như là cái hàm print thì ngoài ra chị ra nó còn có cái tham số nữa là n bằng này, đây là một tham số lựa chọn, là nhân lại cái tham số lựa chọn của hàm nhé, thì cái n là một cái tham số lựa chọn mô tả cái tự cuối cùng của khi in ra, nếu mà cái tự nào mặc định của nó là xuống dòng, nhưng mà đây chúng ta là không dùng số điểm tự này thì nó không xuống dòng và nó kết thúc bởi cách nhau bởi dấu cách, được chưa? Đó, thì đây là đây như này. Còn nếu tôi muốn in ra dãy A trên một hàng dọc thì là như sau: for i in range len A print, tôi để print không thôi, print A như này, i như này, thế này thôi, enter luôn. Thì đây là lệnh print này, lệnh print này là không có cái tham số n, cho nên là mặc định là nó sẽ xuống dòng, enter này, nó sẽ xuống dòng như thế này. Các bạn thấy không nào? Nhưng bạn thấy như vậy là qua lệnh print này, tôi thấy là ở đây là cái lệnh print mà không dùng tham số n, đây là có dùng tham số n thì nó như thế này. Nhưng mà cái tham số n là một tham số lựa chọn của lệnh print nhé. Rồi mình coi chúng ta thấy là cách chúng ta có thể là in ra hay là lấy ra từ phần tử một của cái dãy A, cùng dãy A cho trước chưa. Nhưng mà điểm tiếp nhất là chúng ta khác biệt là các chỉ số bắt đầu từ zero, từ không. Rồi bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo, chúng ta mô tả một cái điểm khác biệt của dãy số của dãy list trong A trong Python so với khác biệt hẳn, đây là khác biệt hẳn luôn so với Pascal, chỉ là như thế này, là chúng ta có thể khai báo các phần tử trong một dãy số là có thể là khác kiểu nhau. Đó. Chúng ta nhớ lại là trong Pascal và trong C thì một cái dãy số các phần tử của nó phải cùng kiểu. Và giáo viên chúng ta nhớ lắm cái đó rồi. Nhưng mà với Python thì không phải như vậy. Chúng ta có thể nó rất là khác biệt. Như phần đầu tiên là 1, phần tử thứ hai là 2.12, phần tử thứ ba là một cái thứ ba, thứ tư là một sâu, phần tử thứ năm là kiểu bool, phần tử thứ sáu là nan. Đấy, như vậy nó đủ loại luôn nhé. Đấy, enter vẫn được nhé. Như vậy là A, tôi lấy A là không thì có phải là A là A làm là số nguyên không? Khi tôi lấy A là 5
năm thì nó là năn đấy, đây là 1 này, 2 này, 3 4 5 6 như vậy, a năn phần cuối cùng của nó là năn này, vậy nó không có gì cả. Như vậy là mỗi phần tử, mỗi phần tử của a là gì, là có thể có các kiểu dữ liệu là khác nhau đó, chúng ta chú ý nhé. Như vậy là đây là điểm rất là khác biệt. Bây giờ tôi nói một chút sang, tôi sẽ mô tả một chút để chúng ta hiểu hơn cái cách mà Python nó quản lý cái biến kiểu list là như thế nào. Đây, các bạn đợi tôi một chút nha. Đây là phần tử hôm trước đúng không? Chiều mình tôi nói thêm sang một chút nhé, để cho chúng ta hình dung được cái xóa đi cái hình tượng, xóa đi cái hình, được chưa? Đó thì chúng ta nhớ lại cái phần namespace của như vậy khi mà tôi gắn cái a nhé, a này bằng này, ví dụ nhé, 0 này, 2 này, 1.1 này, và 1, lấy ví dụ như này nữa nhé. Như vậy là ở đây ta thấy là cái len của A bằng bao nhiêu, len của A sẽ bằng 1, 2, 3, 4, len 4. Như vậy là các chỉ số của A nó sẽ là từ 0 cho đến từ 0 cho đến 3. Thì như vậy là sao? Như vậy là gì, khi tôi biết là a bằng cái này thì phần mềm sẽ gắn a với một cái dãy, được chưa, một cái dãy là nó có những cái phần tử như thế này. Đấy. Và như vậy là một dãy, một cái list của trong Python nó là n cái đối tượng khác nhau. Đây là đối tượng 0, đây là, xin lỗi, đây là đối tượng 1, đây là đối tượng 2, và đây là đối tượng 3. Đối tượng 1 này chỉ vào đối tượng số nguyên là 0, đối tượng này chỉ vào phần tử là số nguyên là số 2, cái đối tượng này chỉ vào cái phần tử là đối tượng là số thực, còn đối tượng này chỉ vào đối tượng là sâu, on. Đó, bạn thấy không nào? Đây, như vậy đây là cách mà Python nó quản lý. Như vậy là một cái biến dữ liệu kiểu list là như thế này, là nó quản lý là như thế này. Nó quản lý là một dãy gồm có n cái đối tượng dữ liệu khác nhau. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Và các bạn thấy là chính cái này trên là list, có thể cái này là một cái đối tượng, nó có thể nó cũng làm cái list nữa. Cái này có thể là list chồng list, list là list lồng vào nhau. Đấy, cái này là cái rất đặc biệt nhé, rất đặc biệt của Python. Đó. Khi mà chúng ta mà đây tôi nhắc lại đây là a nhé, thì khi đó thì ví dụ như là cái a không ấy, bản thân a không của nó thì a không nó cũng là một cái đối tượng, một đối tượng dữ liệu là phần tử thứ đầu tiên của dãy a. Và tôi có thể xóa từ đi, tôi dùng là đen a không, tôi nhớ lại lệnh đen là cái lệnh là xóa một cái biến nhớ nhé. Thì đây là cái lệnh xóa một đối tượng đầu tiên của trong dãy a, xóa thì khi a nó sẽ mất đi, a thì còn lại là nó mất đi cái số 1 này rồi, thì tôi xóa mất đi rồi. Đây, thấy không nào? Và như vậy bây giờ là cái a không mới của chúng ta nó sẽ là 2.23, được chưa? Đấy, được rồi. Bây giờ chúng ta nó tiếp một tính chất của dãy nhé, giống như là đối chất này, giống như là đối với Pascal và C, là dãy số thì chúng ta được phép là thay đổi các phần tử của nó thoải mái, được chưa? Ở đây ta chưa có, ta gọi là a không nó chính là 2.23, ta sửa lại, tôi viết lại là a không bằng 101 này, 1.1, enter. Thì như vậy là phần tử a không của chúng ta đã thay đổi, đã gắn một cái giá trị mới, được chưa? Mà bây giờ a là như thế này. Đó. Như vậy là a là kiểu dữ liệu mà các phần tử của nó có thể thay đổi thoải mái, có thể xóa, được chưa? Còn thêm bớt ta học xong ngay ngay lát nữa ngay nhé, bây giờ là gốc nó đã nhé.
Rồi, như vậy là phần tử của A là như vậy. Ta nhắc lại lần nữa, cách mà chúng ta có thể lấy ra từ phần tử của A, chúng ta dùng khái niệm là A, sau đó là chỉ số, đúng không? Sau đó là chỉ số. Chỉ số như này, cách chúng ta lấy ra, truy cập vào từng phần tử một của một cái dãy A cho trước là A, sau đó mở ngoặc, mở ngoặc vuông, sau đó là chỉ số đóng ngoặc vuông. Chỉ số đây là chạy từ 0 cho đến n chỉ 1, n là độ dài của dãy A. Về các chỉ số của một dãy là cái số từ 0, 1, 2, 3 cho đến len A chỉ 1. Và chúng ta sử dụng lệnh for lấy ví dụ biệt tự đặt n bằng len a như thế này, mà tôi có dùng lệnh for k in range n print a k in trên hàng dọc đấy. Đây là A0 này, A1 này, A2, A3, A4 đây. Thấy không nào? A này nhé. Đó. Bạn đã hiểu chưa? Đó, thì đó là cách chúng ta... Bây giờ chúng ta sẽ nói thêm một chút nữa về hai cái phép toán được thực hiện trên list. Một là phép cộng. Đây. A là đây nhé. Bây giờ cho B này. B sẽ bằng là... Ví dụ B bằng là 1, 2, 3 như này. Thì khi đó A cộng B là nối hai cái dãy lại với nhau. Để nối lại thì sẽ dễ dàng hơn. Khi nối như này thì A vẫn nguyên như miền này. A vẫn là như thế này này. B vẫn là như thế này. Nhá. Thì tôi biết là A cộng B thì nó tạo ra một cái dãy mới trong bộ nhớ. Và như ra như thế này. Vì tôi muốn lập dãy này là chính là A thì biết như sao? Thì là A bằng A cộng B giống như bình thường thôi. Thì lúc đó thì A nó thay thành một đối tượng mới. Và A sẽ là tổng hai dãy đã cho. Đó, thì chúng ta chú ý là như vậy là đối phép cộng và như vậy. Bây giờ đối với lệnh 2 là lệnh phép nhân thì giống như là đối với sâu. Nếu mà A cộng A như này, cộng A thì lệnh này nó tương đương với là tương đương với là A nhân với 3. Nhân với 3. 3 là cái là một số tự nhiên, đúng không nào? Đấy, thì tôi viết đấy, A nhân 3 nó sẽ là cái này, đấy, nó là nhân đôi. Thế thì bây giờ tôi viết lại nhé, tôi viết là C bằng 1 nhân với 10. Thì đây là dãy gì? Đây là dãy là gồm có 10 số 1. C đây, C. 10 số 1 gần nhau như này. Thì đây chính là dãy có một phần tử là 1 nhé, nhân với 10. Thì đúng là 10 phần tử không? Đó. Như vậy chúng ta, đối với dãy của Python chúng ta cũng hỗ trợ là hai phép toán là phép cộng là 1 và phép nhân là 2 nhân thì giống như đối với sâu nha. Phép cộng là nối hai cái dãy lại với nhau thành một dãy mới. Còn phép nhân là cũng vậy, là nhân một cái dãy với một cái số nguyên, số tự nhiên thì chính là cộng nhiều lần cái số đó, nhân với n thì cộng n lần cái dãy ban đầu. Đó, thì như vậy chúng ta đã biết qua về cái tổng quát về khái niệm là dãy số rất quan trọng. Được chưa? Có cái hàm len. Đấy. Và chúng ta biết được rằng là cách mà Python nó quản lý là như vậy, là nó quản lý một dãy là gồm có n cái đối tượng dữ liệu độc lập. Chúng ta có thể xử lý từng đối tượng một ở bên trong cái dãy đó. Chúng ta có thể thay đổi chính cái lệnh này này, lệnh này chính là lệnh nhà với lệnh này này, cái lệnh đúng rồi, cái lệnh này này. Chính là lệnh mà ta xử lý thay đổi một phần tử, một đối tượng ở trong cái dãy đó. Và chúng ta có thể xóa lệnh đen. Chúng ta xóa một cái phần tử của dãy. Đấy. Được chưa? Rồi, thì đó là cái tổng quát. Bây giờ chúng ta nói sâu hơn vào những khái niệm và những cái quan trọng của dãy nhé. Đây. Thì đối với dãy thì ngoài cái lệnh for chúng ta đã biết, chúng ta cũng in ra lệnh for. For e in range len của a, đúng không? Print a e. Tôi muốn in cách nhau bởi dưới cách vị này n bằng sự in là cách nhau trên một hàng ngang, không có cái này cách nhau bởi dấu cách. Đây ra đây các phần tử của A đây này. Đấy. Được chưa?
mà cấp bậc thầy của A có thể là ví dụ cái giá trị bất chủ diệu bất kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ học sang một cái lệnh nữa rất quan trọng đối với dãy, đó là cái lệnh là cũng lệnh for là duyệt, nhưng mà duyệt thẳng trên dãy luôn, rất quan trọng nhé. Đây A của chúng ta là như thế này. Bây giờ thì cách thứ nhất là chúng ta dùng lệnh for in range như thế này để chúng ta truy cập vào từ vựng của A. Cách sau tôi biết này, còn cách thứ hai tôi mô tả bây giờ sẽ còn gắn cả cái này nữa như sau: for s in A, là bây giờ tổng chỉ như này, for s in A, cho s chạy trên A, chúng ta có thể trực tiếp luôn print s luôn. Đó. Như vậy là kết quả cũng như lệnh trên. Đó. Vậy như lệnh này này. Nhưng mà nó khác là chúng ta rất ngắn không? Như này thôi mà không phải viết như thế này. Viết như này là truy cập từng phần từ của A thông qua chỉ số của nó. Mà muốn dùng chỉ số thì chúng ta phải dùng cái hàm range, là cái hàm chỉ ra một vùng giá trị nhé. Còn đây không. Đây chúng ta cho S chạy trực tiếp trên giấy A luôn. Như vậy tôi có một lệnh mới, lệnh in nhé. In là lệnh là S chạy ở trên A. In này chính là lệnh in này, hay là in là một này. Đó. Vậy là in là chính là lệnh gì, là cho lệnh in là lệnh kiểm tra xem phần tử này có nằm trong một cái phần tử khác hay không. Đấy. Bây giờ A đây nhé, A đây. Bây giờ tôi kiểm tra này, một in A. Đây là một cái hàm, đây là một cái in, là một cái toán tử logic kiểm tra xem là một có nằm trong A hay không. Nhưng mà đúng thì là true, không thì là false. Đúng. Yeah, một nằm trong A đây này, thấy không nào? Bây giờ sửa nhé, tôi viết là không in A, in A thì nó trả lời là false, thì số không nằm dãy A, không chứa cái số nào là số không cả. Đấy. Và cho đó cái lệnh for s in A chẳng qua chính là cái lệnh là gì, lặp cho cái biến nhớ s chạy dọc trên A. Thì có thể là s có thể là bất kỳ, có thể là bất kỳ, chứ không dùng từ s. For A nhỏ in A, để dùng sao mà tôi dùng print A. Đó. Như vậy lệnh for là như vậy nhé. Lệnh for là cái lệnh mà gì? Lệnh for là lệnh tổng quát về for là như sau. Trong Python for, sau đó là cái biến nhớ bất kỳ. Biến nhớ xong là in. In một cái kiểu dữ liệu. Một kiểu dữ liệu mà cho phép duyệt. Cho phép duyệt hai chấm xuống dọc. Đấy. Đây là chính là lệnh tổng quát của lệnh for đây. Chưa, một kiểu dữ liệu này nó là range thì nó là chính là đây. Đây. Là đây for e in. Còn ở đây trường hợp mà dữ liệu là list thì nó như thế này. Thấy không nào? Đây là list. Như vậy là cái kiểu dữ liệu mà cho phép bất cứ kiểu dữ liệu nào mà cho phép lệnh in ấy là kiểu dữ liệu cho phép chúng ta dùng lệnh for. Các bạn thấy như là lệnh for chính là nó nhé. For chính là cái lệnh mà cho phép chẳng qua là trong biến nhớ chạy dọc trên một kiểu dữ liệu mà chúng ta có thể hiểu đã, kiểu dữ liệu nào đó mà cho phép là có thể là duyệt làm dãy các phần tử, cho phép duyệt ở trên, thì range là một kiểu dữ liệu đó. Range là một cái hàm mà cho ta một kiểu dữ liệu như vậy, và list cũng như vậy, được chưa? Để tôi làm lại cho các bạn xem cái này, cho hiểu hơn nữa của cái lệnh for nhé. Đây, A đây nhé. Len của A là gì? Len của A là 8. Điều tôi viết là tôi đặt một cái biến mới là, tôi đặt một cái biến nhớ mới là S bằng range 8. Được không? Được. Đấy. Như vậy là cái range là làm cái hàm trả lại giá trị của nó là một cái vùng giá trị. Từ range n thì trả lại giá trị là vùng là các số từ 0 đến n trừ 1. Khi tôi viết s thì là như này, thì s chỉ là một vùng dữ liệu của hàm range, và tôi có thể viết là for e in s print a e, có được không? Được. Bởi vì là đây s thì đây chính là range. Anh em biết là for e in range 8 thì tôi đặt là s bằng range, và tôi viết là for e in s. Như vậy cái điều thứ này là nó giống cái này, đúng không nào?
Đấy. Để chúng ta hiểu bằng cái for thôi. Mà cái này là đúng. Enter đây. Điền ra các phần tử của A. Như vậy là Y chạy trên cái vùng S. S thì là cái vùng dữ liệu là 0 đến 8 đây. 0 đến 7. S thì là cái hàm ren là hàm rất đặc biệt của Python, rất hay dùng, chúng ta biết rồi và chúng ta sẽ học nhiều hơn nữa của cái hàm ren này, được chưa? Đấy. Và chúng ta thấy rất là rõ nhé. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau làm một bài tập nhỏ nhỏ thôi, là như thế này. Bây giờ bài tập là chúng ta sẽ nhập từ bàn phím vào số n, xong nhập tiếp n tên học sinh và in ra, in ra chữ in học sinh đó, chúng ta in ra cái mà chúng ta vừa mới nhập vào. Nhé, chúng ta làm một bài tập rất là nhỏ. Đây. Cái bài tập là dùng để nhập một sách học sinh, nhập số n, sau nhập từng học sinh một, từ 1 đến n và in ra học sinh đó nhé. Nào thì làm nhé, bắt đầu này, luôn này. Đầu tiên là in, nhập số, nhập cái này đã, chúng ta nhớ lại cái lệnh in nhập từ hôm đầu tiên đúng không? Nhập số tự nhiên n. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ lần lượt nhập n học sinh. Rồi dùng lệnh for i in range n. N nhé. À, sau tôi nhập tên học sinh. À xin lỗi. Thôi được, chúng ta sẽ học xong. Thôi được, chúng ta sẽ xong nhé. Bây giờ này chúng ta ở đây chúng ta sẽ có mà tôi nhập luôn và tôi sẽ dùng tôi khai báo một cái mảng A trước đúng không? Dãy A là dấu. Sau tôi sẽ muốn nhập vào tôi bổ sung vào cái bài vào cái dãy A đó, được chưa? Rồi. Rồi tiếp theo này, bây giờ chúng ta sẽ nhập thôi. Thì viết là S. Hay viết là name vậy, name bằng input là nhập tên học sinh thứ mấy đúng không? Nhập học sinh thứ nào, thứ mấy nào? À, cái thứ là vì y chạy từ không mà tôi muốn là y mình là học sinh thứ nhất thì tôi sẽ phải cộng thêm một, thì tôi dùng hàm str để tôi chuyển y cộng 1. Đây. Y là chạy đây, y trên 0 đến n trừ 1 đúng không? Thì tôi muốn in ra là người in ra là số tự của học sinh là tính từ 1 thì y tôi cộng thêm 1 vào đây. Và muốn chuyển thành sinh tôi chuyển thành str để không chứ nó phải phẩy là cộng. Cái hàm này là cái hàm này nó không cho phép là dấu phẩy. Ở đây là cộng nữa đúng không? Cộng. Mở ngoặc. À, đây là lệnh nhập học sinh thứ mấy đấy đúng không? Sau đó thì tôi sẽ bổ sung vào A. Thì tôi quên mất đúng phải nói chuyện này. Tôi viết là dùng lệnh A bằng A cộng với là name như này. Được chưa? Đấy. Như vậy sau lệnh for này là nó sẽ tạo ra một dãy A là gồm có n phần tử tên học sinh ở chỗ trong lớp, và bây giờ tôi sẽ in ra. Print tên học sinh trong lớp là xuống dòng. Đấy này không cần thể để đây này hiểu là xuống dòng nhé. Rồi bây giờ tôi in là tôi for y in range n print A y. Đây là cái bài tập đầu tiên nhé, tôi ghi lại đã. Hôm nay là cái buổi thứ mấy nhỉ? Hôm nay là cái buổi thứ năm hay sao? Thì tôi ghi lại, chúng ta nhớ lại nhé. Đúng rồi, hôm nay là buổi thứ năm. Bên năm. Đây là bài một. Đó, chạy thử nhé. Ta đây n này
Tôi nhập vào là ba người thôi nhé, ba người này. Người thứ nhất nhé. Ở đây là không có như này. Để sau nhé. Thứ nhất là Huy là Hà này, người thứ hai là Lan này, người thứ ba là Cường này. Cường. Em thứ nhất là Hà Lan Cường. Tôi sửa một chút cho thành. Đây là đúng nhé. Thì viết như này. Đó, bình thường đây. Ở đây có chữ hai chấm rất đẹp. Đó. Lại nhá. Chị lại là bài này này. Đây, ví dụ là bốn người này. Người thứ nhất là Bình này. Người thứ hai là Quang này. Người thứ ba là Hiền này. Người thứ tư là Lan này. Mày nó sẽ in ra là Bình, Quang, Hiền, Lan. Mà thiếu nào. Đó. Bài này chính là bài 1 nhé. Rồi. Đấy, như vậy chúng ta vừa mới học phần đầu tiên là học sơ qua về cái định nghĩa của một cái dãy số nhé. Và hai cái phép mà cái phép cộng và cái phép nhân với một số, là số nhé. Và chúng ta biết là cách mà các bạn bản thân xử lý cái phần tử của lít là như nào. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn các cái thao tác với dãy nhé, với list nhé, rất quan trọng. Rồi thì cho biết rằng là list là một cái kiểu dữ liệu, là một cái lớp, được chưa nhỉ? Rồi bây giờ vì là nó là một cái lớp cho nên nó có rất nhiều các cái method đấy. Bây giờ chúng ta muốn kiểm tra xem là chúng ta có thể thực hiện những lệnh gì đối với list thì chúng ta làm như sau. Chúng ta dùng lệnh là dir để kiểm tra dir cái a lấy a làm giữa, nó sẽ ra một loạt những lệnh. Đây là mô tả những cái method, những cái thuộc tính cơ bản của cái của đối tượng là list nhé. Và chúng ta chú ý ở trong này chúng ta có một vài cái rất quan trọng chúng ta sẽ học ngay bây giờ. Lệnh đầu tiên cần học ngay bây giờ là hai lệnh. Một là lệnh là để tạo bổ sung phần tử vào dãy. Và hai là lệnh là xóa phần tử khỏi dãy thật nhanh. Lệnh gì? Đây, lệnh append. Sẽ học thường xuyên lệnh này. Là lệnh mà là cái method dùng để nhập một phần tử vào một dãy. Và lệnh hai là lệnh remove, là lệnh xóa phần tử khỏi dãy. Nhá, bây giờ chúng ta cùng nhau làm nào. Đây, lấy ví dụ nhé. Bên khi tôi viết A, bây giờ tôi viết làm lại này, A này. A này bằng này, rỗng này, đúng không nào? Như vậy bây giờ A đang là một dãy rỗng. Bây giờ tôi muốn bổ sung vào A phần tử đây. A, thì tôi làm xong chúng tôi viết là A chấm pen. Chúng ta đây là một thuộc tính đầu, một lệnh đầu tiên rất quan trọng nhé. Một cái method của dãy. Append, bây giờ tôi viết đầu tiên là Hà chẳng hạn. Là một cái sâu ký tự Hà. Thì như vậy lệnh bổ sung phần tử là sâu có tên là Hà vào dãy A. Đấy. Và A bây giờ là có là Hà rồi này. Đấy. Thì cái lệnh này là lệnh là giữ nguyên cái A như vậy nhé. Và bổ sung phần tử vào cuối của dãy A. Tôi lại là chữ lệnh append. Đây lệnh rất là hay sử dụng. Được chưa? Và bây giờ tôi có thể quay lại ở đây. Quay lại lệnh lúc nãy ở đây tôi sửa lệnh này. Lệnh này này. Tôi sửa lại như sau. Tôi sửa lại là không phải biết là tôi sửa lại như sau. Tôi sửa lại là A chấm A pen mở ngoặc name. Đấy, thế này chuẩn hơn rất là nhiều lần. Đấy, lệnh append là một cái method. Là cái method của cái lớp list. Mà cách dùng của nó là tên mới nhớ list xong chấm append. Xong mở ngoặc đóng ngoặc xong gõ cái tên biến nhớ hoặc là cái bản thân cái đối tượng dữ liệu ta muốn bổ sung vào cuối của A. Như vậy lệnh append là cái lệnh là nạp phần tử vào cuối của A. Tôi kiểm tra lại lệnh này nhé, chạy thử lại lệnh này cái bài này nhé. Đấy, tôi chạy lệnh là hai người cho nhanh nhé. Thứ nhất là Hà này, thứ hai là Ban này. Vậy có hai người là Hà và Ban, đúng như vậy là đúng rồi nhé. Bây giờ tôi quay lại đây. Đấy, như vậy là đây. Append là cái lệnh đầu tiên chúng ta nhớ, lệnh append.
Được chưa nào? Được rồi, cái lệnh lệnh rất quan trọng. Lệnh thứ hai là cái lệnh remove, thì tôi bổ sung thêm như a này, append này. Người thứ hai là ví dụ lan chẳng hạn, tôi lấy ví dụ. Đúng không? Lệnh thứ ba này. Lệnh append là rất hay dùng luôn, nhưng các bạn thấy như này hay dùng trên thực tế nhá. Nam này, đấy. Thì a là như thế này rồi. Đó. Thế a ba người là Hà và Lan. Phần tử thứ nhất là Hà chứ là A0, phần tử thứ hai là Lan chứ là A1, Nam là phần tử A3, là phần tử A2 là Nam. Các bạn chú ý nhé. Đó. Thì bây giờ chúng ta mà học cái lệnh tiếp theo là cái lệnh gì? Là cái lệnh là remove, xóa phần tử khỏi. Thì có hai cách làm là dùng lệnh đen. Lệnh đen thì phải biết rõ cái chỉ số của nó. Mà ta không biết chỉ số thì làm thế nào? Thì giúp bây giờ ta dùng gì? Ta dùng lệnh là remove là hay nhất. A chấm remove nam. Đấy. Mô tả như này. A biến mất đi phần tử nam rồi đấy. Chỉ còn là Hà và Lan nhé. Đấy. Vậy là như vậy nhé. Bây giờ giả sử tôi gõ bất kỳ A này remove một cái số giá trị khác đi mà đúng nhất, ví dụ như là quang như này thì máy báo lỗi không, thì báo máy báo là máy sẽ báo lỗi ngay, nếu mà quang không có ở trong A máy báo lỗi đó, thấy không nào? Như vậy cái lệnh remove là phải biết chính xác cái đối tượng cần phải xóa chính xác đó, được chưa? Như vậy A là như này nhé. Đó. Thì chúng ta biết rồi là cái list với ta học ấy, là nó hỗ trợ cái lệnh là kiểm lệnh kiểm tra hay là y. Như vậy là kiểm tra sản phẩm nó cho ai không, nó dùng cái này. Đây kiểm tra nhé. À in a đó. Đối tượng Hà có nằm trong ai không? Enter. Chủ. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm thử một cái bài tập khác nhé. Bây giờ này cho trước bài tập số 2 là cho trước dễ học sinh trong lớp. Bây giờ chúng ta nhập một người mới, một tên mới vào mà máy sẽ báo là người này có hay không có trong lớp. Hỏi là có không có ở trong lớp của chúng ta. Một cái lệnh là kiểm tra xem là học sinh này có hay không có trong lớp nhé. Rồi chúng ta làm bài số 2 đi. Dùng cái in này. Được chưa? Đây, bài số 2 nhé. Đây là bài 1. Bài 2. Rồi. Bài 2 tôi nhập trước A là tên học sinh trong lớp nhập trước đi. A bằng ví dụ nhé, lấy ví dụ. Đây. A này, phải Lan này. Ví dụ là ví dụ thôi. Nam này. Bình này. Sơn này. Quang này. Sử như vậy nhé. Đấy. Đó chúng ta. Bây giờ yêu cầu của chương trình là gì? Là chúng ta hãy nhập một tên từ bên ngoài và kiểm tra xong cho lớp có tên bạn hay không. Mày thông báo ra nhé. Rồi ta dùng là cái biến name để nhập nhé. Name là input. Nhập từ bàn phím. Input. Nhập một tên trong lớp. Một tên học sinh trong lớp bất kỳ, chúng ta sẽ nhập vào từ bàn phím, đúng không? Đó. Và cái máy kiểm tra luôn. Dùng lệnh if để kiểm tra if, đúng không? Name in a. Đó. Thì thông báo print. À, print là name. Không có trong lớp. Không có trong lớp. Ngược lại, else print name phải có trong lớp. Có trong lớp ta. Cái bài ngắn như vậy thôi. Thì tôi ghi lại cái bài này là bài 2 của hôm nay nhé. Bài 2. À, tôi cho trước một sách trong lớp của mình rồi.
mà tôi chưa biết, thì tôi nhập từ bàn phím và máy kiểm tra xem là có không có mà nó ở trong lớp mình nhé. Chạy thử này. Đây, tôi nhập người mà tôi nhập người tên là Minh. Mày báo là có trong lớp. Sai sao nhỉ? Mình có trong trong lớp ta. Chỗ phần print thầy viết ngược. Chỗ ở đây là phải là có trong lớp. Ở đây là không. Nào lạ thế là lạ. Đây là không có trong lớp ta. Còn trên này mình có. Ừ. Đấy, nhầm nhé. Rồi, làm lại nào. Có trong lớp ta. Rồi, đây làm lại nào. Đây, để gõ Minh này. Là báo là không có. Bây giờ gõ một tên khác đi. Gõ một tên khác. Lan này. Có trong lớp ta. Đấy. Như vậy là tôi thấy cái lệnh in nhé. In là ta biết rồi, lệnh in là lệnh là để kiểm tra xem là một phần tử, một đối tượng, một giá trị có không có ở trong một dãy cho trước. Và lệnh for mà for chính là dựa trên lệnh in. Lệnh lại là for là đốt cái cú pháp của for là for k in cái gì đó, in range hoặc là in a, thì như vậy in là một lệnh mới nhé. Chúng ta biết in lệnh mới là nó có để kiểm tra trong các đối tượng kiểu như là dãy số hay là range. Đó. Rồi thì chúng ta quay lại đây nè, nào quay lại đây nhé. Đó, nhưng mà chúng ta đã biết thêm được hai lệnh rất quan trọng, lệnh append và lệnh remove, nhé. Bây giờ chúng ta học thêm vào lệnh nữa này. Lệnh tiếp theo sẽ học là một cái lệnh nữa là lệnh gì? Là lệnh là xóa toàn bộ phần tử của A đi. A đây nhé, xóa hết này, dùng lệnh là clear. Nhắc lại là những cái lệnh mà gọi là các cái method ấy, mà có ở trong cái là cái phương thức ấy, có ở trong cái đối tượng list, thì ta phải gõ cái list xuống chấm xong gõ cái tên hàm. Hàm nó có thể là hàm cái hàm clear là hàm còn hàm clear là hàm không có tham số, nhưng mà hàm khác là có hàm remove là có một tham số. Đây hàm append là có một tham số, hàm clear là không có, hàm clear thì không có tham số. Đấy, như vậy thì ai bên lại giờ thành giống rồi, không có gì cả. Như vậy là clear là hàm xóa tất cả phần tử của A, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ học xem một số lệnh nữa rất quan trọng nhé, một số lệnh rất quan trọng. Đây chúng ta sẽ học thêm lệnh nữa là lệnh index, là lệnh để kiểm tra xem phần tử nó nằm ở vị trí nào ở trong dãy A. Như tôi viết lại A như A này bằng 3 này, 1 này, 0 này, 7 này, 1.15 này, 1.25 này, rồi là 1 này. Cho tôi 4 nó cho nó 17 này. Đấy. Rồi là true này. Rồi, nó đa dạng như vậy. Kiểm tra lên A là bao nhiêu? Lên A là chứ bằng 8, nhưng mà là cái phần tử của A nó từ 1 từ 0 cho đến 0 cho đến gì, 0 đến 7. Bây chúng ta kiểm tra cái lệnh là index. Index để là 1 chẳng hạn. 1. 1 tức là kiểm tra xem là cái giá trị 1 thế này là nó ở cái vị trí chỉ số nào trong dãy A. Thế đây chỉ nó chỉ ra đây là 1 thôi. 3 là 0 nhá, 1 là 1. Thấy không nào? Bây giờ A này, tôi muốn chấm index, đúng không? Index 17 sẽ là số mấy? Sẽ là số 6. Bây giờ tôi kiểm tra một cái hàm index mà nó không nằm ở trong của chúng ta nhé. Tôi để là 20 nhé, để máy nó trở lại như thế nào, phải báo lỗi. Như vậy là cái hàm index là như sau. Đối với hàm remove, nếu phần tử mà có nằm trong A thì nó trả lại giá trị là cái chỉ số của phần tử ở trong A. Còn không nằm trong A thì trong dãy thì nó trả lại là nó báo lỗi. Giống như hàm trên này là cái hàm rebook cũng vậy. Nếu mà phần tử nằm trong hàm rebook mà không có trong A thì máy báo lỗi. Mà các bạn biết rằng là trong chương trình ý,
mà lỗi là nó băng ra thì không hay. Thì chúng ta cần phải trong trong ở trong Python cũng như trong trình khác là chúng ta biết cách chúng ta phải quản trị được lỗi, tránh gặp lỗi, được chưa? Khi vậy mà chúng ta phải chú ý nhé, đấy, phải chú ý cho bị ở cái chỗ này. Thế thì một điều tôi kiểm tra xem mình làm nào để biết được là phần tử của nằm trong phần trong rễ hay không, thì ta dùng cái hàm in thôi, đúng không nào? Đấy, điều chúng ta sẽ làm lại kia nhé, chúng ta sẽ làm lại một bài tập nữa nhé, cho trước một dãy A nhé. Bây giờ tôi nhập vào một cái học sinh bây giờ kiểm tra xem là học sinh là đứng số thứ mấy ở trong lớp của chúng ta nhé. Nếu không có thì báo là không có, nếu có là báo là phải nói ra là em này nằm ở vị trí số mấy ở trong lớp đó, thì làm như thế nào. Thì ta sẽ phải liên kết giữa dùng cái hàm index là một cái hàm rất quan trọng này, và hàm nữa dùng để kiểm tra việc tránh bị văng ra như thế này, thì chúng ta phải dùng cái hàm khác là chính là cái hàm gì, chính là hàm in, được chưa? Rồi mình sẽ làm lại bài khác nhé. Đây bài số 3 của hôm nay, tôi new cái bài số 3 đây, new bài số 3. Cũng như vậy tôi sẽ copy cái này sang cho nó dễ để khỏi phải làm lại. Rồi copy sang cái bài này. Và tôi cũng nhập lại cái phần cho nó dễ nhé. Nhập lại cái phần cho dễ này. Nhập lại. Đỡ phải gọi lại. Rồi, bây giờ làm tiếp này. Chúng ta sẽ kiểm tra xem cái name là có ở trong chương trình, trong lớp gì không. Nếu mà không có thì báo là không có. Còn nếu có thì báo cái chỉ số của học sinh này. Tức là học sinh này là học sinh thứ mấy ở trong lớp. Nha, yeah, kiểm tra này. If name is name in A thì sao nhé? Thì lúc đó tôi kiểm tra nhé, tôi dùng tôi viết index bằng A index name, được chưa? Và thông báo đúng không? Thông báo là print name là học sinh thứ mấy đấy, thứ index cộng một, chúng ta index là chính từ không mà trong lớp đó. Ngược lại là else thì print là name không có trong lớp. Đơn giản như vậy, vậy thôi nhé. Như vậy là đây nhập từ bàn phím này, name đây này. Kiểm tra nếu mà name nằm trong dãy A trong lớp mình thì tính dùng chỉ số, dùng cái lệnh này để dùng một cái biến nhớ là index để tính cái hàm vị trí của cái name trong lớp và thông báo ra như thế này. Đó, thông báo ra. Còn nếu không có thì thông báo ra như thế này. Này có thiếu dấu phẩy. Đấy. Được chưa? Mình tôi ghi lại là bài số 3 nhé. Là bài 3 của hôm nay. Được rồi. Chạy thử nào. Print. Này tôi thiếu cái dấu này. Name này là học sinh thứ này. Đây, chỗ này thiếu dấu. Rồi, index cộng 1. Chỗ này nhé. Đấy, chỗ này thử. Có sai là thông báo ngay. Đây, xin lỗi nhé. Điều tôi biết là, tôi gõ vào là link. Máy báo là không có trong lớp. Từ nhập thêm. Đây, từ gõ thêm một thứ hai là Sơn chẳng hạn. Anh báo là Sơn là học sinh thứ 5 trong lớp. Sinh là học sinh thứ nhất này, thứ 2, 3, thứ 5, như thứ 5 đây. Đó. Đúng chưa? Và đây là bài số 3 nhé. Để ta cách dùng những cái hàm đây là hàm index này, ta dùng hàm index nhé. Đó. Và đây chúng ta dùng cái toán tử in ở trong A. Thấy không nào? Rất là hay. Đấy. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái với cái dãy này. Đấy.
để nhắc lại, tôi kiểm tra lại một chút những cái hàm trong dãy. Đây, những cái hàm. Được rồi, hàm append trên tay hàm kia biết rồi này. Hàm index biết rồi này, đúng không? Hàm remove này. Bây giờ chúng ta học thêm một hàm nữa là cái hàm là insert. Rồi thầy. Hàm insert là cái hàm là cho phép là chèn cổ vào, không phải vào cuối, mà là nằm ở đâu đó, nằm vào giữa, vào giữa cái dãy số. Cái hàm insert rất là hay. Hàm append là hàm luôn nhập phần tử vào cuối, vào cuối của dãy. Còn insert là vào vị trí bất kỳ, được chưa? Rồi chúng ta làm thử nhé. Bây giờ đây sẽ A chúng ta là như này. Để A đây nhé. Bây giờ tôi viết là A này. Insert. Đây. Insert thì nó có hai tham số, một là index, hai là object. À, như vậy tôi muốn chèn vào phần tử đầu tiên, tôi viết là số 0. Chèn vào phần tử đầu tiên, nó chèn vào như là 10 chẳng hạn. Đây là cái lệnh là chèn số 10 vào vị trí đầu tiên của dãy A. Vào trước số 3. Thì có nào? Hàm insert là hàm nó có hai tham số. Thứ nhất là cái chỉ số cần chèn vào, và tham số thứ hai là cái chỉ số cần giá trị phần tử cần chèn nhé. Enter này. Đấy. Đây. Người đây. Nào. Đấy, thấy không nào? Đó. Như vậy insert là cái hàm như vậy nhé. Insert chúng ta kiểm tra xem, bây giờ tôi kiểm tra xem là cái hàm A này insert có lỗi không nhé. Insert. A của chúng ta là bao nhiêu phần tử nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 phần tử, tức là nó chuyển 0 chuyến, từ 0 cho đến 8 thôi. Như tôi viết đây là 10. Trên là phần tử thứ 10. Đây. Xem bao lỗi không nhé. Chèn vào phần tử thứ 10. Enter, như vậy là không lỗi. Như vậy cái hàm này là nó không bị lỗi, nó thoải mái chèn vào đây A này. Chèn vào 10 tức là chèn vào cuối đấy. Kiểm tra này, chèn vào cuối. Thử nhá. Lỗi không nhỉ? Kiểm tra lỗi không nhá. Trong thì là cái trừ 10 nó làm nó vô nghĩa, enter xem nào. À nhưng mà vẫn không lỗi, kiểm tra xem nào. Vậy là khi mà trừ 10 nó chèn vào đầu tiên. Đó. Suy ra là cái hàm này là hàm không có lỗi cả. Nếu mà chỉ số cần chèn vào ấy mà không thì máy hiểu là không. Máy hiểu là dài phần chính là phần cuối. Là chèn vào phần cuối của chèn vào phần cuối cùng của chỉ số cuối, phần tử cuối cùng của dãy. Như vậy là hàm insert đúng không? Rất là hay. Được rồi. Nhưng mà đủ hết rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xong còn hàm nào nữa chúng ta cần chú ý. Thế được rồi, thế là đủ rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ nói thêm sang một hàm nữa thôi. Vì nói hơn nhiều nữa chứ các bạn sẽ bị loạn mất. Đó là cái hàm rất quan trọng là cái hàm copy. Như vậy copy là cái gì? Này, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Nhưng mà đây là A này. A là một cái đối tượng của Python, là một lượng của Python, là một lớp rất quan trọng, là lớp dữ liệu rất quan trọng, lớp dữ liệu dạng list rất quan trọng. Và A là một lớp dữ liệu dạng dãy, một cái dạng dãy là một dãy các giá trị nhé, giống như là đối với Pascal và C, nhưng mà điều khác biệt nhất là các phần tử của dãy là cho phép là nhiều kiểu khác nhau, không hạn chế, không phải là một kiểu mà cho phép là nhiều kiểu. Được rồi, thế bây giờ tôi làm thử này. Cái hàm copy là cái gì? Bây giờ tôi phần bắt đầu khó đây, bắt đầu. Cái hàm này là tạo ra một đối tượng khác nhưng mà giống hệt A. Sao chép cái bản sao của A. Đây, bây giờ tôi viết là B bằng A.copy. Thì mình sẽ tạo ra một cái đối tượng khác B nhưng có giá trị là giống hệt A. Đây, B đây nhé. Thấy không nào? B giống hệt A nhé. Điều tiếp theo là A này bằng B này. Thì máy báo là true. Chúng ta nhớ lại cái toán tử bằng này là kiểm tra các giá trị của phần tử. Như vậy là A, B là hai đối tượng có giá trị là giống hệt nhau. Vậy chúng là bằng nhau. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại A is B.
là xem là hai đối tượng này là một hay là không. Tức là false. Như vậy A, B là hai đối tượng khác nhau. Các bạn chú ý nhé, hai đối tượng khác nhau mặc dù giá trị của nó là giống hệt nhau. Đây là điều khác biệt, đây là điều rất đặc biệt. Đặc biệt của Python đây. Yeah. Như vậy là Python cho phép là gì? Là cái là chúng ta có thể tạo ra hai cái bản sao, hai đối tượng khác nhau nhưng có cùng một giá trị. A B là nó khác nhau vì vì A is B là bằng for, như vậy A B là hai cái đối tượng list là nằm ở khác nhau gì, tức là nằm trong hai bộ nhớ khác nhau nhưng mà cùng chỉ vào các cái giá trị là giống nhau. Để tôi cùng các bạn chúng ta hiểu xong này là cái gì nhé. Các bạn chúng ta tìm hiểu chút chỗ này nhé, chỗ này là chỗ khó đây. Đây, chỗ này đây. Đây nhé. Đây. A đây, A chỉ vào cái đối tượng của chúng ta là 1, ví dụ đây 1 này, 2 này, 5 này, 10. B cũng chỉ vào đây. Đây cũng chưa, không phải B. Rồi, này nhé. Đây, nó xong. B đây. Cứ phía lại như này, chỗ này bây giờ không, chỗ bên này là không chính xác. Đây đây đây, chỗ này nhé, chỗ này để ghi các bạn xóa chỗ này đi. Chỗ này không phải nhé. Đây. Đây, xóa đây nhé. Đây, như này này. Bây giờ A đây. A chỉ vào một cái đối tượng dữ liệu là như này. Dữ liệu có 3 phần tử nhé. 3 phần tử. Phần tử này là 1 này, phần tử này là 5 này, phần tử này là 10, lấy ví dụ thế nhé. Bây giờ B là một đối tượng khác, sẽ chỉ vào một cái đối tượng dữ liệu khác cũng là như thế này. Như vậy là AB là hai đối tượng khác nhau ở trong bộ nhớ. Đây là một đối tượng này, đây là một đối tượng list này, đây là đối tượng list thứ hai này. Mà cái này này, phần tử con nó cũng chỉ vào đây. Phần tử này chỉ vào đây. Đấy. Như vậy là thế này, nhưng mà với cái hình này nhé, với cái hình này thì là AB là hai đối tượng là khác nhau nhưng mà giá trị của chúng lại giống nhau nhé. Yeah, lại giống nhau này, các bạn thấy. Nhưng mà chỗ này là chỗ đặc biệt đây, chỗ này là chỗ khó đây. Tôi kiểm tra lại một chút nữa để chúng ta hình dung ở trên nó lại như này nhé. Đây này nhé, thì khi tôi biết là C bằng A thì là gì? Thì là khác. Khi tôi biết C bằng A thì là cái gì? Đây. Khi tôi biết C bằng A là cái gì đây? Là cái này đây. Các bạn chú ý chỗ này là hơi khó, các bạn chung một chút thôi. Chú ý nghe tôi nói chỗ này nhé. Chỗ này theo tôi là một chỗ khó, vào loại khó nhất. Khi tôi biết C bằng A là cái gì? Đây C. C, khi tôi biết C bằng A. Tức là gì? Tức là C sẽ chỉ vào đúng cái A này. Đúng cái này. Được chưa? Yeah. Như vậy là C với A cùng chỉ vào một cái, đây là một đối tượng list này, đây là một cái đối tượng dạng list, đúng không? Còn cái thằng này, đây là một đối tượng khác, đối tượng list khác. A B là hai đối tượng khác nhau. Khi thì viết là A is B thì nó báo cáo là false nhé. Yeah. Đây này là A là C là trùng với A, cho nên khi tôi biết C is A thì C với A là một. C với A là một. Nhé, yeah, các bạn thấy chưa? Yeah. Bây giờ tôi kiểm tra này. Đây tôi kiểm tra. Đây, chúng ta cùng nhau kiểm tra. Đây là chỗ khó, khó nhất của Python đây. Chúng ta chú ý. Cái chỗ này là học sinh không được học. Trong sách khoa cho tôi biết là học sinh trong chương trình là không đưa kiến thức này vào trong chương trình sinh lớp 10 đâu, nhưng mà giáo viên cần phải biết, vì có thể học sinh biết hơn cả giáo viên đấy. Học sinh học một tí là biết ngay cái này mà giáo viên không biết thì chúng ta không trả lời được thì rất là dở. Đây nhé, đây nhé. Ở đây AB là AB thì biết là C bằng A, à, thì C là gì? C cũng là như thế này, nhưng mà là C giống như A đúng không? Nhưng mà vì C bằng A nhưng C chỉ được A, nhưng mà thì tôi biết là C này is A thì nó là gì? Nó là true. Đó, các bạn thấy không nào? Như vậy là chúng ta có ba cái nhớ là A là một,
B là 2, C là 3. Cả ba cái này đều có giá trị là giống hệt nhau, đều là kiểu dạng list. Nhưng mà A không phải là B, nhưng mà A lại là C. A, I, C là 1. A, I, C là 1. Được chưa? A, C là 1. Nhưng mà A, A, I, B không phải là 1 nữa. Rồi, thế bây giờ tôi làm thử cho bạn xem nhé. Bây giờ A này, chúng ta cùng cho một tí nhá. Để bắt đầu tôi vào cái chỗ, đây là chỗ khó nhất của bộ hôm nay đây này. Ta cùng nhau làm thử cái này khó nhất nhé. Bây giờ A nhé. Bây giờ A là tôi append cho A thêm phần tử nữa vào cuối nhé. Như là tôi bổ sung thêm phần tử 100 vào cuối của A. A đây này. Thì mình hỏi nhé, mình hỏi là C giống A không? Nhà C này, C có giống A không? Có, C cũng bổ sung 100 bậc mũ của A. Vì C, là, vì C với A cùng chỉ một phần tử. Như vậy là khi A thay đổi, C cũng thay đổi theo. Thấy không nào? Đấy, vì, vì C là, đây này, thì C với A nó là 1 này. Kiểm tra B. B không. B không hề bổ sung phần tử 100 bậc cuối vì B, B với A là khác nhau. Được chưa? Khi tôi bổ sung A vào một phần tử đây, chúng ta cùng xem chỗ này nhé. Chỗ này xem rất là hiểu được là xong thôi. Đây, chúng ta cùng nhau xem chút chỗ này. Đây nhé. Đấy, như vậy là C và A cùng chỉ vào đây, cùng chỉ vào đây này, cùng chỉ vào những đối tượng này. Nếu tôi bổ sung, tôi dùng lại là append, dùng lại là A append. A append 100. Rồi tôi bổ sung đây một tử nữa đúng không? Này, vào đây. Chỉ ở đây là 100. Thì A là đây, A và cái lệnh này là lệnh bảo toàn cái A không thay đổi nhé. Tức là cái bảo toàn cái đối tượng A không thay đổi. Bổ sung vào A thôi thì C cũng thay đổi theo vì C cũng chỉ vào A. Nhưng B thì không. Anh đang chỉ áp dụng với A thôi, chỗ này không dùng với B ở bên này. B vẫn như cũ. Vậy lệnh là A append 100 nó chỉ làm nó chỉ bổ sung phần tử vào cuối của đối tượng A. Nhưng vì A là AC là 1, trên đồng thời bổ sung vào cuối của C. Nhưng B thì không, vì AB vì A không phải là B. A không phải là B, cái này nó là false. Đó, cho nên là cái B nó vẫn ở đây. Các bạn thấy không nào? Đấy, nhưng mà các bạn thấy đây là điểm rất là khác biệt, rất là khó. À, rất là khó của Python. Đấy. À, tôi nói luôn nhưng cái khó này nó mở đỏ ở đâu hôm trước nói rồi, bị tôi nhắc lại cái bụng mè nhắc lại đó, phần này là phần rất quan trọng đây. Vừa mới sang phần dễ ta thấy khó rồi đúng không nào? Trước cho tôi nói là trong Python mọi thứ nó đều là đối tượng hết, nó đều là đối tượng hết nhé. Thì một đối tượng như vậy là nó có được xác định bởi ba cái thông số sau đây. Một là thông số là kiểu tài, tên của nó, tên của cái kiểu dữ liệu đó, ví dụ như là nó là int hay nó là float hay nó là list. Mỗi đối tượng là nằm trong một kiểu thôi, không cái giá trị kiểu này là không thay đổi được. Khi tôi gắn A là một thì không thể đổi được cái kiểu của A. Muốn đổi kiểu của A tôi phải gì, tôi phải là định nghĩa một cái đối tượng khác nhé. Rồi, cái là cái giá trị cái một cái đối tượng thứ hai, cái thông số thứ hai quan trọng đối tượng là khái niệm là giá trị, gọi là value. Cái này nó là kiểu nhé. Là kiểu tiếng Việt. Kiểu dữ liệu. Còn cái này nó là giá trị cụ thể của nó. Nhiều đối với số nguyên đấy là 1 2 3 4 5 6, số với phức tạp phân thì là 1.5 3.7. Đối với list nó là một dãy các cái số, đúng không? Đấy, một dãy các đối tượng bất kỳ là giá trị. Một loại thứ ba nữa là cái tính khả biến. Đây. Tính khả biến. Hay tính bất biến ngược lại của nó thì tiếng Anh nó gọi là mutable. Cái từ mutable là tiếng Anh nó là chính là gì? Nó là cái từ xuất phát từ sinh học, nó là cái từ là gì là đột biến đấy, đúng không? Còn cái từ ngược lại của khả biến là bất biến, là immutable.
Thì đây là một cái tính chất rất quan trọng của đối tượng. Được chưa? Đó, thì các cái kiểu dữ liệu là in, float, list, xin lỗi. Nó chỉ có hai loại thôi, khải biến hay bất biến. Thì kiểu dữ liệu là in này, float này, str này, đó, bool này, thuộc loại là bất biến. Nhưng mà riêng đối với list thì lại là khải biến. Như vậy là list là kiểu dữ liệu khải biến, là kiểu dữ liệu nó là mutable, là kiểu dữ liệu là ta có thể thay đổi được cái giá trị của nó. Đây này, chính là trên này, thay đổi giá trị. Đây, thay đổi giá trị. Khi mà tôi dùng lệnh append, append như này nhé, thì tôi bổ sung vào A, vào bổ sung 100 vào A. Như vậy là cái đối tượng A vẫn giữ nguyên, không thay đổi. Nhưng mà giá trị của A thay đổi. Thấy không nào? Mặt trước mặt đối tượng A không thay đổi, nhưng A vẫn đây, A nó chỉ vào đây, A chỉ vào đây nhé. Bản thân cái đối tượng của A không thay đổi, nhưng mà giá trị của nó thay đổi. Đấy. Khi mà tôi dùng lệnh append, khi dùng lệnh append thì sao nhỉ? Đây. Khi dùng lệnh append nhé, thì append thì value của nó là thay đổi. Khả biến tức là một đối tượng có thể thay đổi được các cái value của nó, còn bất biến thì là không thay đổi được value. Định nghĩa là bất biến. Như vậy là các kiểu in, float, str, bool là kiểu bất biến, không thay đổi được value. Chúng ta đã gán là x gì bằng 1 thì không thay đổi được số 1, thì số 1 là cứng luôn. Muốn thay đổi ta phải dùng lệnh khác, như là x thì bằng x cộng 1. Đây là để tạo một đối tượng mới rồi, từ này khác từ này này. Nhưng còn với A thì không, với list thì không. Khi tôi viết là A append 100 thì A không thay đổi. Thì như vậy là trước đó tôi viết là C bằng A, thì khi A bổ sung thêm 100 thì C cũng thay đổi theo, vì C nó vẫn là A. Đấy, bạn thấy không nào? Vì đối tượng A là nó là đối tượng, vì list là đối tượng mà cho phép thay đổi giá trị. Đó. Đây nhá. Thì tôi vừa nói đây này. Ở trên tôi gắn là C bằng A, như vậy là gì? Như vậy là C với A là đây là C với A đây, là cùng, chỉ là cùng một đối tượng list. Khi tôi append A 100 vào A thì A thay đổi theo và C cũng thay đổi theo, nhưng B thì không, thì B là một đối tượng khác. Nhưng mà chúng ta thấy là ở trong Python là có khái niệm là hai đối tượng dữ liệu list, hai đối tượng dữ liệu khác nhau nhưng mà có cùng một giá trị. Còn đối với kiểu dữ liệu mà bất biến ấy, thì không có chuyện là có hai đối tượng số nguyên cùng chỉ vào số 1, không có cái hiệu là hai đối tượng là sâu với tượng khác nhau là cùng chỉ vào một cái sâu, không có. Nhưng mà đối với list là có, bởi vì là cái tính gọi là tính khả biến của cái đối tượng list, được chưa? Đấy, thì chúng ta chú ý nhé. Thì tất cả khi mà tự những lệnh chúng ta chú ý nhé, ở trong chúng ta nhắc lại lệnh append này, những cái lệnh mà làm thay đổi giá trị của một dãy, lệnh append là một này, lệnh remove là hai này, lệnh insert là ba này, lệnh clear là bốn này. Đây là những lệnh mà làm thay đổi giá trị của A nhưng không làm thay đổi đối tượng A với đối tượng của list, không mà không làm thay đổi. Nhưng mà cái lệnh copy thì khác. Lệnh copy là lệnh mà tạo ra một đối tượng mới, một cái bản sao y hệt như cái cũ. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bài tập nữa để chúng ta hình dung mình là như nào nhé. Đây. Bây giờ chúng ta làm cái thủ tục để bổ sung phần tử vào A nhé. Đây, lấy ví dụ, tôi làm cái này cho dễ nhé. Bây giờ giả sử A đây. Là chúng ta là lớp có những tên như là Hàn, có sẵn đây nhé, lấy ví dụ này. Hàn.
Bình. Để tôi có hai người nhé. Đấy. Bây giờ tôi viết một cái hàm để bổ sung tên học sinh vào lớp của chúng ta. Tôi viết cái hàm là hàm test có tên là nhập dữ liệu. Đầu vào là A. Đấy. Nhập dữ liệu là gì? Là tôi sẽ bổ sung phần tử vào A. Được chưa? Nhé, bổ sung phần tử vào A. Đây. Vậy nhé. Như vậy là chúng ta học luôn là như vậy là cái đối tượng là list có thể đưa vào như là một tham biến của hàm. Được chưa? Tôi viết này. Name này bằng này input nha. Nhập thêm một tên học sinh. Đấy, nhập thêm nhé, name. Và tôi viết là A pen name. Đây này, nhập thêm một phần tử thôi vào A. Được chưa nhé? Bây giờ tôi chạy thử nhé. Nhập này. Nhập dữ liệu này. A này. Enter này. Nhập thêm người nữa này. Sơn này. Enter. Kiểm tra A này. Đấy, A thêm Sơn rồi. Tôi nhập tiếp nhé. Nhập dữ liệu. A. Enter. Nhập thêm người nữa nhé. Là Hoàng. Enter. A thêm người này. Được chưa? Mọi người đã hiểu chưa? Bây giờ tôi hỏi một câu chỗ này. Chỗ nào chúng ta chưa có hiểu đây. Tôi hỏi như tôi hiểu nhé. Như vậy là cái biến A là cái biến là dạng list được đưa vào cái hàm nhập dữ liệu như là một cái biến nhớ, như là một cái tham số. Thì lần trước tôi nói với các bạn rồi là cái việc truyền giá trị ở trong truyền dữ liệu thông qua tham số của hàm là truyền giá trị. Đối với Python không có khái niệm là truyền tham biến, bắt buộc phải truyền tham trị, là truyền giá trị. Thế thì tôi hỏi về khỏi nhé. Vì sao? Câu hỏi tôi là sao? Là vì sao A được truyền qua hàm này? Nhưng mà khi mà trước khi thực hiện thì A là có 3 phần tử. Thực xong thì A là 4 phần tử. Thế vì sao A lại thay đổi? Thì nó có một thuẫn gì với cái điều mà tôi nói hôm trước là cái việc truyền tham số ở trong hàm số trong Python là truyền giá trị. Tôi nói được mà bạn hiểu. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại khi mà tôi nhập dữ liệu A thì A lại tăng phần tử lên? Mà lần trước tôi nói rồi là khi truyền giá trị vào thì cái biến nhớ ở bên ngoài đó, A là biến nhớ bên ngoài mà nó không thay đổi khi thoát ra khỏi cái hàm đó. Nhưng mà đây khi thoát ra khỏi hàm nó tăng lên như này thì A có thay đổi không? Thì câu hỏi của tôi các bạn hiểu nhỉ? Và câu hỏi của tôi nhất là vì sao sau khi chạy hàm nhập dữ liệu A thì A lại thay đổi, có mâu thuẫn gì không với tính chất là truyền tham trị của hàm trong Python. Câu hỏi của thủ tục tôi đưa ra là như vậy nhé. Câu hỏi này là câu hỏi rất là khó đấy. Câu hỏi này của tôi đấy khó. Đây. Vì sao khi chạy cái hàm nhập dữ liệu A thì A lại thay đổi? Có mâu thuẫn gì không với tính chất là truyền tham trị của hàm trong Python? Chúng ta trước chúng ta học cái bài này, một cái biến nhớ khai báo ở bên ngoài khi truyền vào thì phát ra thì nó không thay đổi, nhưng mà đây A có lại thay đổi cái phần tử, có mâu thuẫn gì không nhé? Câu hỏi này rất là khó mà rất là hay, nhiều người
Những ai mà mới chưa thạo, chưa quen Python mà mới là quen lập trình với Pascal C rồi vào đây sẽ này rất là khó nhé. Thì câu trả lời của tôi là như này này. Câu trả lời của tôi là không mâu thuẫn gì cả và đối tượng A không thay đổi. Nhắc lại là A không thay đổi nhé. Đây, một số câu trả lời là sau khi thực hiện hàm nhập dữ liệu A thì đối tượng A không thay đổi. Đấy. Đối tượng A không thay đổi, nhắc lại không thay đổi, không thay đổi. Như vậy nó vẫn thỏa mãn là truyền tham trị. Đối tượng A không thay đổi, nhưng mà giá trị của A thay đổi. Nhưng giá trị của A thay đổi. Hiểu dễ quá. A chỉ thay đổi giá trị thôi, không thay đổi, không thay đổi đối tượng nha. Yeah. A vẫn là đối tượng cũ. Như vậy khi chúng ta đưa vào và khi thoát khỏi khỏi hàm, thoát khỏi hàm dữ liệu thì A vẫn là đối tượng cũ. Đó, thì các bạn chú ý chỗ này nhé. Đây, chỗ này là chỗ khó đây. Một trong theo tôi là một trong chỗ mới đối với người mới học Python thì đây là một trong chỗ khó nhất luôn của Python. A không thay đổi vì đối tượng A, và tôi nhắc lại là vì sao A không thay đổi, thì chúng ta nhắc lại nhé. Thế nào chúng ta hiểu thế nào là đối tượng thay đổi, hiểu thế nào là đối tượng thay đổi. Đây, thế nào là thay đổi nha. Yeah. À, xóa mất rồi, xóa mất rồi nha. Yeah. Vì sao A không thay đổi? Đây này, thực chất lại là một cái đối tượng nhá, một cái đối tượng A là đó, đối tượng nó xác định bởi ba tính chất kia mà. Một là kiểu nhá, hai là giá trị, ba là tính khả biến hay là không. Như vậy A khi tôi nhập vào ban đầu là gì đó nhé, thì đối tượng A không thay đổi và khi chạy xong cái hàm nhập dữ liệu thì có giá trị thay đổi thôi. Chứ vì còn A vẫn là A, đối tượng A không thay đổi, A vẫn là cũ, nó vẫn là đây, kiểu của nó vẫn như ở đây, giá trị thay đổi. Vì sao thay đổi được? Vì A là kiểu dữ liệu thuộc loại khả biến, cho nên nó được phép thay đổi giá trị. Đó, chúng ta thấy như vậy. Đó, chúng ta chú ý chỗ này nhé. Chỗ này là chỗ rất là khó đây. Đây, tôi làm lệnh bình nghiệm buổi học nữa cho các bạn xem nhé. Bây giờ tôi sẽ xem một ví dụ này. Đây, sử dụng chỗ A bằng 0, 1, B bằng 1, 2, 3. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi viết một cái hàm def này. H A B. Hàm này như sau, hàm này là tôi bổ sung B vào A nhé. Đây, hàm này như sau. Tôi làm như sau là tôi mới for B in B. Cho luôn cho nhanh, biến B nhé. A pen B này. Yeah. Này nhá. Để nó chạy thử này. Hát này, A này, B này. Enter. Ra này, B này. Biểu bao nhiêu cũ đúng không nào? A này, ra A này. Đấy, A tăng A. A thì nó nạp thêm 3 phần tử của B bằng A rồi, đúng không nào? Thì hỏi rằng là như vậy là khi mà tôi nạp mà đưa AB vào hát chạy hát rồi thì AB có thay đổi không bật đối tượng nhé. Thì đáp án là gì? Là AB không thay đổi, AB không thay đổi nhé. A vẫn là như cũ, B cũng như cũ, vẫn thỏa mãn cái điều kiện là gì, là khi truyền giá trị vào truyền qua tham số cho hàm thì truyền là truyền giá trị không thay đổi. Nhưng vì đây là ta cho này, vì có lệnh này là không làm thay đổi đối tượng A nhưng làm thay đổi giá trị của A, cho nên là A thay đổi là thay đổi giá trị thôi, còn bản chất A là không thay đổi, được chưa? Đó,
Bạn thấy là nó rất là hay. Bây giờ mình kiểm tra lại nhé. Mình sẽ làm tiếp tục này. Tôi làm như sau này. Tôi lấy C, tôi cho nó bằng A. Bằng A nhé. Vậy C bây giờ từ ngày phần tử này. Rồi, tôi gọi này. HH, A. Để tôi bổ sung phần tử là 10, 11, 12. Bổ sung 3 phần tử. Đây. Enter. Gọi A này. A tăng lên 12 rồi, tôi gọi C này. Cũng vậy. C là 11, 12. Mà có hiểu sao? Vì sao ở đây là ta đưa A vào đây. Đưa A vào đây này. Nhưng mà C lại thay đổi theo. Có hiểu vì sao không nào? Vì sao lại là như này không? Bởi vì gì? Bởi vì A và C là cùng chỉ vào một đối tượng. Là một đối tượng. Như vậy là A không thay đổi. A không thay đổi đối tượng. Nhưng mà A thay đổi giá trị. Và C cũng thay đổi theo. Vì C và A luôn chỉ vào một đối tượng đó. Chỗ này là chỗ hơi khó một chút của cái của bài thân. Được chưa? Đấy. Đấy như chúng ta vừa mới hôm nay cái bài đầu tiên là cái bài chúng ta học về cái một cái những cái lệnh đầu tiên liên quan đến đối tượng list rất quan trọng, rất quan trọng. Thì chúng ta hiểu nôm na đối tượng list chính là danh sách, nó giống như là đối với các list giống như là đối với C và Pascal và tất cả các bài toán bình thường ấy là đều liên quan đến đối tượng list hết, hầu như là thế. Hầu như đây là một lớp những bài toán liên quan đối tượng dạng tuyến kính ấy, đều liên quan đến list hết nhé. Thì như vậy là cái đối tượng list là đối tượng dạng dãy nhé. Chúng ta có thể dùng lệnh for in range của phần tử, hoặc là for in bản thân trên dãy A, for s in A chẳng hạn, là ta có thể duyệt trên phần tử của dãy được. Và dãy là gồm là n phần tử, số lượng phần tử của một dãy là không là không giới hạn, là không giới hạn. Được rồi. Và hôm nay chúng ta cũng được học thêm một khái niệm nữa, là khái niệm là các đặc trưng cơ bản của một đối tượng dữ liệu ở trong Python. Nhắc lại là nó có ba cái cấu thành cơ bản của một khái niệm đối tượng. Một là kiểu, hai là value là giá trị của đối tượng đó, và ba là tính khả biến hay là bất biến của một đối tượng. Thì ba cái đó gộp lại nó tạo thành các cái đặc trưng của một cái đối tượng dữ liệu. Thì tất cả các đối tượng dữ liệu đơn mà ta đã biết ấy, là dữ liệu là int, float, str hay là bool là đều dữ liệu là bất biến, tức là chúng không thay đổi được giá trị. Nhưng mà riêng list là loại dữ liệu mà thay đổi được giá trị. Chính như vậy mà có những chuyện này. Đây. Chính như vậy mà cái lệnh append này là cái lệnh mà nạp một phần tử vào cuối của một dãy cho trước mà dãy đó không thay đổi. Không thay đổi về mặt đối tượng, nhưng mà là thay đổi về giá trị. Đây chính là một cái đặc trưng của cái tính lỗi đây, nó là tính khả biến của đối tượng list đấy, là nó bản thân A cũng không thay đổi, nhưng mà A nó thay đổi giá trị của nó. A thay đổi giá trị. Như vậy lệnh A append là cái lệnh mà nạp phần tử vào cuối của một dãy A, nhưng mà A không thay đổi. A không thay đổi về mặt đối tượng. Đối tượng. Mà A chỉ thay đổi mặt giá trị thôi. Đây chính là cái tính gọi là tính khả biến của A. Tính khả biến là một trong những cái tính chất của đối tượng dữ liệu ở trong Python nhé. Để cho thêm một chút nữa nhé, là ở trong Python thì ngoài kiểu dữ liệu là list ra thì nó có kiểu dữ liệu nữa cũng là dãy, nhưng mà dãy bất biến. Nói thêm nhé, ngoài kiểu dữ liệu là list ra, đây A đây, A là kiểu dữ liệu list, là ký hiệu là như này, là một cái dãy là gồm có trong giống ngoặc đơn như này. Thì ngoài khái niệm là định nghĩa là list ra này, trong bản thân có một kiểu dữ liệu nữa giống như list, nhưng mà nó chỉ khác list ở chỗ là nó là kiểu dữ liệu là gì, là bất biến, không thay đổi được. Đây tôi viết là, ví dụ ta viết là t bằng, để tôi định nghĩa bằng dấu ngoặc tròn 1 2 3 4 6 8 10, được, ngoặc tròn. Nếu ngoặc tròn thì nó cũng là một dãy, nhưng dãy này là dãy bất biến, và kiểu dữ liệu bất biến này thì nó gọi là gì, nó gọi là, đây chúng ta type ra
thì nó là kiểu là tuple. Như vậy là tuple là một kiểu số liệu giống hệt như kiểu dữ liệu list, nhưng mà nó không có không, nó là bất biến. Cho nên ở trong đối với P là cái lớp là T này là cái lớp là cái lớp dữ liệu là tuple này này là nó không có những cái hàm nào ở P. Tôi kiểm tra đi rồi nhé, tôi kiểm tra cái T nhé, cho thấy nó không có cái hàm ở P. Đấy, thấy không nào? Không có hàm ở pen, không có hàm copy, không có cái hàm remove, không có hàm, chỉ có mỗi hàm là index và hàm cao. Index làm tính chỉ số. Không không nó không có những hàm như là này. Chúng ta xem lại ký trong cái hàm đối với dạng list nhé. List là giống hệt list và tuple là giống hệt nhau. Đây là list này. Đây là tuple giống hệt nhau. Nhưng mà trong list nó rất nhiều hàm khác nhau. Hàm khác nữa các bạn cần tìm hiểu thêm nhé. Đấy. Còn đối với tuple của từ này thôi. Đối với tuple cũng hệt như vậy, tôi có thể viết là t không được thoải mái như này. Viết như này báo lỗi là tôi viết là t không bằng 2. Tức là thay đổi một phần tử, một giá trị của phần tử trong tuple là nó báo lỗi. Đây là báo lỗi. Nhé. Vì tuple là kiểu dữ liệu mà không hỗ trợ cái nó là kiểu dữ liệu, nó gọi là kiểu dữ liệu bất biến, còn đối với list là khả biến. Đó. Còn rồi như đây tạm viết là tôi phải viết là for a in t, cách viết rất là dễ đúng không? Print a n bằng đó. Ý thức như này bình thường. Vậy này là viết đối với kiểu dữ liệu là ống, thực vậy về gọi là ống thì giống hệt đối với dãy. Nhưng mà kiểu túc bật là thực vậy gọi là ống. Ống như ống là chỉ là cái này này. Đó, chỉ là cái này. Chưa? Khi tôi viết như này, khi tôi viết là a bằng 1 2 3 thì máy tự động hiểu là nó là ống. Thì viết này nhé. Không cần không gì cả thì máy tự động hiểu a là ống. Ta a là ống tuple. Còn muốn cho a là list tôi phải viết rõ như này, trong ngoặc vuông 1 2 3, trong ngoặc vuông thì là list, còn trong ngoặc tròn hoặc không có gì cả b bằng 2 3 4 5 6. Đây, b như này thì b này sẽ là ống, gọi là ống. Nhưng mà như vậy là trong Python có hai kiểu dữ liệu cơ, kiểu dữ liệu list và ống. Nhưng ống ta không cần biết, là biết là nó cạnh list có ống, nhưng mà khi dạy học sinh thì không dạy cái khái niệm là ống này, là tuple nhé. Nhưng mà trong đối với học sinh ý, thì học sinh hiểu tự động hiểu là dãy, chứng tỏ là list hay là mảng hay là array gì đó trong như là trong Pascal đã học rồi đúng không nào. Còn khái niệm giáo viên cần biết thêm là ngoài khái niệm là list ra, nó ống là giống hệt list, chỉ có khác list là ống là bất biến không khả biến, còn list là khả biến theo đúng nghĩa mà chúng ta hiểu bình thường đối với mảng người dạy nhé. Còn chúng ta nghỉ ở đây nhé, hôm sau chúng ta sẽ học tiếp sâu hơn về dạy nhé, về dạy làm về học vài bài mới hết phần. Thế cho em hỏi chú Đạt. Hỏi đi. Bây giờ thầy cho một cái mạng, cho một cái list và trong đó có một phân tử có giá trị là true. Ừ. Rồi sau đó thầy tìm cái phân tử true đó xem như thế nào, bởi vì em tìm cái phân tử true đó bằng cái index nó không đạt được kết quả nữa thầy ạ. Thế à? Vô lý nhỉ? Thử nhé. Dạ vâng ạ. Dạ. Cái này gì đúng không? Nhé. Vì A này, index này. Giờ không à? À. Ba là hai.
Cái này hơi lạ nhỉ, thế tôi chưa bởi vì mình chưa bao giờ nhìn thấy cái này bây giờ. Nguyên tắc đầu là phải được hàm chỉ số, từ từ kiểm tra nhé. Như vậy là mà đợi một chút nhé. A này với lại này, a bằng 2, 3, 4 chú. Mình hiểu rồi, biết vì sao không? Đúng rồi đấy, không sai đâu. Index đúng đấy chứ nhé. Em hỏi gì đấy, em hỏi lại là đúng nhưng không sai đâu. Ở chỗ này biết vì sao nó lại ra chỗ này, vì sao chỗ này a index true nó lại không không? Bởi vì là thật ra là máy là trong Python là nó đồng nhất true là 1, false đồng nhất là 0. Cho nên chỗ này khi viết a index là true rồi thì nó mới hiểu, chứ mới hiểu đây chính là không, chính là một, chính là một là cái này, này. Chúng ta kiểm tra lại nhé, một này bằng true này, nó là một luôn đấy. Ở trong Python là true chính là một, hay là false không chính là false. Về mặt giá trị, cho nên là ở đây tôi đây sao không đúng, sao do không, bởi vì chỗ này máy hiểu là true đây chính là số 1. Vì cái hàm này nó chỉ ra cái chỉ số của phần tử đầu tiên của dãy. Em hiểu chưa? Dạ em cảm ơn thầy. Dạ hiểu rồi thầy. Và trong cái đó mà có cả số 1, số 0 thì số 0, số 1 máy tự động hiểu là true. Số 0 máy tự động hiểu chính là false. Dạ, đồng nhất Python đồng nhất 1 và true. Anh nào dạ. Không? Luôn trả lời một thể luôn. Không thì các bạn cứ hỏi trên nhóm nhé, tôi trả lời sau ở trên nhóm nhé. Còn chúng ta nghỉ ở đây nhé. Vâng. Rồi chúng ta nghỉ.